Nếu như chúng ta chỉ nhìn những cái viền màn hình như thế này, những cái phần bo góc như thế này, chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến chiếc iPad Pro đang có mức giá cực kỳ cao. Nhìn giao diện là biết đây không phải là thương hiệu Apple rồi. Đây là một mẫu máy tính bảng phải gọi là rất hiếm ở thị trường, nhưng của một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng luôn. Oppo cho ra mắt mẫu máy tính bảng này cũng ở một cái thời gian rất là gần đây thôi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cũng như là nêu ra những cái cảm nhận của mình khi sử dụng một cái mẫu máy tính bảng đến từ cái thương hiệu này nhá. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Mẫu máy tính bảng này sẽ có tên là Oppo Pad 2 đấy, và các bạn thấy là cái cụm cam nó được đặt giữa nha, ở dưới có cái chữ Oppo và khung lưng đều sử dụng vật liệu là kim loại. Cổng Type-C ở đây này, bốn loa bố trí các bên, rồi cũng như là thấy cái dòng chữ là Dolby Atmos ở đây. Ở phía dưới sẽ có thêm một cái chấu tiếp xúc nhá, con này độ mỏng chỉ là 6,5mm mà thôi, một cái độ mỏng rất là tuyệt vời luôn. Xung quanh cái phần khung của chiếc Oppo Pad 2 nó sẽ có những cái đường anten nhá, để giúp cho các bạn kết nối wifi một cách tốt hơn. Nói chung là hoàn thiện trên con Oppo Pad 2 này, nếu mà để so sánh ở chiếc Mi Pad 6 thì mình thấy nó cao cấp hơn chút, và cái mức giá để sở hữu con Oppo Pad 2 thì mình thấy nó cũng không hề rẻ. Ví dụ như con máy mình cầm trên tay đây nó cũng phải khoảng là gần 8 triệu rồi, dưới 8 triệu một xíu thôi. Rồi về phần màn hình phía trước thì viền nó phải công nhận là quá tuyệt vời anh em ạ. Những cái góc này bò cong và được làm rất là mỏng luôn. Viền con Oppo Pad 2 này quá là thích mắt nha, nhìn không khác gì một mẫu máy tính bảng iPad Pro cả. Và các bạn biết tại sao nó có cái phần mềm tin nhắn ở đây đúng không? Thì nó sẽ kết nối với cả những cái thiết bị lân cận sử dụng cái giao tiếp là chia sẻ đấy. Thì ví dụ cái điện thoại kia nó nhận tin nhắn thì con máy tính bảng này cũng nhận được, kiểu như vậy. Máy sẽ có kích thước màn hình rất lớn luôn, 11,61 inch, IPS LCD 1 tỷ màu, tần số quét màn hình rất cao nhá, 144Hz. Cái này thì nó cũng ngang với cả chiếc Pad 6 Pro, và độ phân giải là 2000x2800, mật độ điểm ảnh là khoảng 300 ppi. Chiếc máy tính bảng này thì nó sẽ theo một cái tỷ lệ màn hình là 3:2 nhá, nó giống như kiểu là chiếc OnePlus Pad, và các bạn sẽ gần như không thể cầm nắm bằng một cái bàn tay nhá, không thể cầm nắm được, nó rất là to luôn, và nhìn theo chiều rộng hay là chiều dài thì cũng sẽ rất được nhiều chi tiết. Cái tỷ lệ màn hình nó cũng rất giống so với cả iPad nha. Với màn hình IPS LCD trên Oppo thì mình thấy là nó có chất lượng hiển thị rất là tươi. Oppo Pad 2 nó sẽ được trang bị 4 loa nhá, như mình nói từ đầu video. Nó to phá làng phá xóm anh em ạ. Phải công nhận như thế, cảm giác như là cái con Oppo Pad 2 nó giống như một cái loa Bluetooth vậy, to dã man luôn. Thì cũng đúng thôi, cái mức giá của chiếc máy này thì nó không hề rẻ, thế nên là họ sẽ phải trang bị những cái công suất loa mà nó khủng khiếp. Rồi Oppo thì nó là một cái thương hiệu gọi là rất nổi tiếng ở bên Trung rồi, và cũng như nổi tiếng ở Việt Nam luôn. Thì khi mà mua về nó đã có tùy chọn tiếng Việt sẵn rồi, không cần phải up ROM hay là làm cái gì cả, cứ thế mà sử dụng thôi. Thì đây cũng là một cái điểm rất là giá trị. Trên những chiếc điện thoại Oppo hoặc là Realme hoặc là OnePlus, họ sẽ có nạp sẵn, nó sẽ có thêm những cái phiên bản cập nhật phần mềm để cho chúng ta sử dụng nhá. Con chip được trang bị trên mẫu Oppo Pad 2 này nó cũng rất là dị luôn, và nó áp dụng trên rất nhiều điện thoại, nhưng trên máy tính bảng thì gần như là mình không thấy mấy. Dimensity 9000 tiến trình 4 nm, đây là một con chip rất là mạnh của MediaTek. Và con chip này thì nó cũng nổi tiếng về cái nhiệt độ cực kỳ là ok trong cái quá trình mà sử dụng lâu dài. Mình có chấm điểm nhanh AnTuTu một lần thôi, thì điểm số mình thu được là 1.129.000 điểm, với điểm GPU khoảng tầm là 300.000 điểm. Đấy, thì đây nó cũng chỉ là cái điểm số để cho anh em tham khảo nhé. Và cái quan trọng nhất là những cái mẫu máy tính bảng ấy thì nó sẽ có cái khả năng tản nhiệt cực kỳ tuyệt vời, thế nên là về cái chiến game thì mình nghĩ là rất là ngon thôi. Tương lai mình sẽ làm những video test những cái game nặng nhất trên con Oppo Pad 2 này để cho các bạn xem nhé. Phiên bản mình có là RAM 8GB, bộ trong 256GB và chuẩn bộ trong 3.1, chuẩn RAM cũng là cao nhất của thế giới máy tính bảng Android. Chuẩn RAM 5X, những cái hiệu ứng chuyển cảnh trên cái mẫu Oppo Pad 2 này thì thực sự là nó quá nhanh luôn nha, quá nhanh luôn anh em ạ, nó cứ vèo 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 ấy, thấy chưa, và nó cũng rất là mượt nha, không hề là bị delay hay là lag lủng cái gì cả. Phục vụ chủ yếu là theo chiều ngang, vậy nên các bạn sẽ thấy là camera selfie đặt ở phía này và camera sau thì đặt ở đây. Nó đúng theo một cái chiều ngang luôn nha. Camera sau thì nó sẽ có độ phân giải là 13 chấm và camera trước sẽ có độ phân giải là 8 chấm. Trong phần quay phim thì nó cũng sẽ có quay độ phân giải tối đa lên tới là 4K anh em nhé. Một mẫu máy tính bảng thì mình cũng chưa bao giờ gọi là quá phải yêu cầu
cái chất lượng chụp ảnh tốt cả. Oppo luôn có một cái bộ lọc màu họ làm rất là ngon. Thế các bạn thấy là Caroid Selfie này, mình có để cái chế độ lọc màu tự động là 40% thì anh em thấy là cái mặt của mình được làm mịn rất là tốt. Đó. Thì đây là một cái điểm cộng trên máy Oppo để mà FaceTime với cả người thân thì rất là ok. Viên pin được trang bị trên cái mẫu Oppo Pad 2 này nó cũng rất là to, 9510mAh đây, 9510 rất là to luôn. Thì nó cũng sẽ hứa hẹn cho anh em một cái khả năng sử dụng pin ngon lành hơn. Đây là chia sẻ nhanh của mình về chiếc Oppo Pad 2. Nói thật với anh em luôn, ở thị trường Việt Nam không có nhiều con Oppo Pad 2 xuất hiện đâu. Tuy nhiên thì nó là thương hiệu toàn cầu rồi. Đây là thương hiệu mà nó có sẵn tất cả cái mọi ngôn ngữ và cũng như là kết nối wifi các thứ ở Việt Nam bình thường, không bị chặn cái gì cả. Đấy, sử dụng Google Play nạp vào rất là dễ dàng luôn, cài được tất cả app trên Google Play một cách ngon lành cái nào. Thì nếu mà có thời gian mình sẽ test game cho anh em xem chiếc Oppo Pad 2 này, một trong những con máy tính bảng cực kỳ hiếm mà được trang bị con chip Dimensity 9000, hầu hết là sử dụng con chip đến từ Snap, thì hiệu năng nó sẽ như nào, nhiệt độ nó sẽ ra sao đó, và cái tỷ lệ màn hình 3:2 tỷ lệ màn hình nó rất là vuông như thế này thì nó giúp cho anh em chơi game tốt hay không nhá. Thiết bị này thì nó cũng khá là nặng đấy, 552g, bởi vì cái hoàn thiện của nó xuất sắc mà, toàn kim loại thôi. Tất cả những cái mẫu máy mình trên tay thì mình đều có bán, anh em hãy nhắn tin qua mình ở Facebook hoặc Zalo để phía dưới mô tả và cầm ghim nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.